Ngày 11 tháng 3, Cuba và Liên minh châu EU đã ký kết thỏa thuận hợp tác và đối thoại chính trị nhằm tiến đến bình thường hóa quan hệ giữa hai bên. Đây không chỉ là thỏa thuận mang tính lịch sử trong quan hệ EU-Cuba, mà còn là cơ hội lớn để quốc đảo vùng Caribe mở rộng cánh cửa hội nhập với thế giới. Tuy nhiên, thỏa thuận này phải được Quốc hội Cuba và Nghị viện EU phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực. Với 360 phiếu ủng hộ trên 652 phiếu tại Quốc hội Myanmar, ông U Tin Cho của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD cầm quyền do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã trở thành tân tổng thống Myanmar với nhiệm kỳ 5 năm. Ông là tổng thống dân sự đầu tiên của nước này trong 54 năm. Ông Tin Cho sẽ nhậm chức vào ngày 1 tháng 4 tới. Trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 15 tháng 3, hai ngày siêu thứ ba thứ hai, tỷ phú Mỹ Donald Trump và bà Hillary Clinton đã thắng áp đảo. Theo đó, cựu ngoại trưởng Mỹ của Đảng Dân chủ đã toàn thắng tại cả 5 bang. Bên phía Đảng Cộng hòa, ông Trump cũng áp đảo không kém với thắng lợi tại 4 bang. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, qua phần điểm lại một số sự kiện nổi bật trong tuần vừa rồi, có thể thấy cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang nóng dần lên từng ngày. Trong đó, hai cái tên nổi bật nhất là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và tỷ phú Donald Trump. Trong chương trình Thế giới sự kiện hôm nay, chúng tôi muốn đề cập tới một hiện tượng trong cuộc đua tranh này, hiện tượng mang tên Donald Trump. Tỷ phú Donald Trump được biết đến là nhà tài phiệt lớn nhất nhì ở Mỹ. Và gần đây ông càng nổi hơn với tư cách là ứng viên chạy đua tranh chức Tổng thống Mỹ 2016. Ông Trump sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946 tại New York. Ông là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của The Trump Organization và là người sáng lập Trump Entertainment Resorts, phát triển mạnh về bất động sản và truyền thông. Trong chiến dịch tranh cử của mình, tỷ phú Donald Trump từng nhiều lần khiến dư luận dậy sóng với những phát ngôn gây sốc. Tôi sẽ là Tổng thống Mỹ vĩ đại nhất trong lịch sử. Những người Mexico mang tới ma túy, tội phạm và gái điếm. Nên cấm cửa hoàn toàn và toàn diện với những người Hồi giáo tới Mỹ. Bà Clinton là một kẻ dối trá và thua cuộc. Tôi có thể đứng giữa đại lộ số 5 New York, bán bất kỳ ai mà sẽ chẳng sợ mất cử tri ủng hộ. Qua phần tổng hợp ngắn vừa rồi, có thể hình dung về Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2016, là một nhà tỷ phú, một chính trị gia tay ngang, nổi tiếng với các phát ngôn gây sốc. Để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện ngay sau đây với Phó Giáo sư Tiến sĩ Cù Trí Lợi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Mỹ. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho VTV ngày hôm nay. Cảm ơn. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Cù Trí Lợi, cá nhân ông ấn tượng điều gì nhất về ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump? Trong các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa lần này thì ông Donald Trump là một trong những ứng viên mà có lẽ là có những ấn tượng rất là mạnh mẽ. Bởi vì trước tiên là có thể là cái bề ngoài của ông Donald Trump là có một cái kiểu dáng rất đặc biệt, một mái tóc bạch kim rất là mềm mại, rồi là những cái phát ngôn gây sốc, rồi là những cái ứng xử rất là mạnh mẽ của ông. Thì tôi cho đó là những điều mà chắc chắn là các ứng cử viên khác hoặc là các cử tri hoặc là những người theo dõi truyền hình đều rất là dễ nhớ và rất dễ ấn tượng với ứng cử viên Donald Trump. Có ý kiến cho rằng là ông Donald Trump có những nét tương đồng với cựu thủ tướng Italia Silvio Berlusconi. Vậy quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào? Ông có đồng tình hay không và vì sao ạ? So sánh đây là cũng là một cái rất là thú vị. Tất nhiên là mỗi con người có một cái cá tính khác nhau, có một cái lối sống khác nhau. Nhưng mà tôi thấy là có nhiều cái điểm là tương đồng giữa hai nhân vật này. Trước tiên là có lẽ là khi hai ông Donald Trump và ông Berlusconi thì đều là các tỷ phú cả. Và nói chung là hai người cũng rất là quan tâm đến cái lĩnh vực thời trang, rồi là người mẫu, vân vân các thứ. Tôi cho rằng là những cái câu chuyện và đặc biệt là những phát ngôn về mặt chính trị gây sốc thì tôi đây có lẽ là hai ứng cử viên này có chia sẻ rất là nhiều những điều tương đồng với nhau. Ông tâm đắc nhất về những phát ngôn như thế nào? Với ông Donald Trump thì có nhiều những phát ngôn rất là mạnh mẽ. Tất nhiên là ông có thể là với các ứng cử viên khác, các đối thủ khác thì ông cũng không ngần ngại có thể là tấn công một cách trực diện và có thể có những lời lẽ, có những ngôn ngữ là rất là mạnh mẽ. Ví dụ? Thí dụ như là có một người bình luận về bàn tay của ông Donald Trump hơi ngắn. Thì ông có thể bình luận ngay trở lại ngay là có khi còn nhiều thứ còn ngắn hơn. đấy là những cái phản ứng rất là trực diện và nói chung là cũng để lại rất nhiều ấn tượng. Vâng.
Ông Donald Trump được coi là một hiện tượng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ông là một người có tư tưởng cực đoan, có những phát ngôn như ông nói là gây sốc và nhiều khi là vuốt mặt mà không nể mũi. Vậy thì ông có thể cho biết là vì sao mà ông Donald Trump với một người có tư tưởng cực đoan như vậy lại nhận được sự ủng hộ khá lớn của người dân Mỹ trong lúc này ạ? Có lẽ là chúng ta phải hiểu rõ về cái ông Donald Trump, hay là chúng ta gọi là hiện tượng Donald Trump trong cái bối cảnh kinh tế chính trị Mỹ hiện nay. Có lẽ là chúng ta đều, ai cũng theo dõi về cái cuộc bầu cử Mỹ cũng đều thấy rằng là ông Donald Trump là một cái người không phải là có cái lịch sử làm về chính trị dài. Ông chủ yếu là làm về kinh doanh. Và ông quyết định và tham gia vào tranh cử Tổng thống Mỹ vào giữa năm 2015. Và ngay lập tức thì những cái phát ngôn, cái tranh cử của ông thì để lại rất nhiều những cái ấn tượng. Rất nhiều người không đồng tình, nhưng mà rất nhiều người đồng tình ủng hộ ông Donald Trump. Có lẽ là vấn đề là tôi cho rằng là một số bình luận viên hoặc một số nhà phân tích cho rằng là trong cái bối cảnh của nước Mỹ hiện nay, nó đang rơi vào một cái tình trạng gọi là cái mâu thuẫn chính trị hoặc là những cái bế tắc về chính trị mạnh. Cũng như là cái cuộc khủng hoảng tài chính của năm 2008 cho đến hiện nay thì vẫn nước Mỹ vẫn chưa thật sự thoát ra khỏi cái cuộc khủng hoảng đó. Trong bối cảnh đó, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà chính trị Mỹ bị chia rẽ một cách mạnh mẽ, thì có lẽ rằng là trong bối cảnh này, người Mỹ, cử tri Mỹ cũng kỳ vọng rằng là phải có một cái con người đặc biệt để đưa nước Mỹ vượt ra khỏi những tình trạng hiện nay. Và những ứng cử viên truyền thống, thí dụ như là những cái ứng cử viên của đã từng làm trong bộ máy nhà nước, có thể là trong Quốc hội của Hoa Kỳ, thì cũng rất nhiều người tham gia ứng cử, tham gia vào tranh cử. Thế nhưng mà nói chung là ông Donald Trump có lẽ là phù hợp với một số cái luồng tư tưởng, một số cái kỳ vọng hiện nay của nước Mỹ rằng là nước Mỹ cần phải thay đổi một cách mạnh mẽ, cần phải có một cách tiếp cận mới, cần có một cái thay đổi đặc biệt để đưa nước Mỹ trở lại cái sự phát triển của mình. Thì tôi cho đó là một trong những cái vấn đề mà cử tri Mỹ kỳ vọng. Và người ta thấy ông Donald Trump có thể là một cái ứng cử viên như thế. Và tôi cho đấy là một cái lý do mà có thể là mặc dù ông Donald Trump có những phát ngôn gây sốc, có những cái ứng xử mà không chỉ trong nước mà của cả nước ngoài cũng đều cảm thấy quan ngại về cái ứng xử của ông. Nhưng mà có thể là người ta vẫn kỳ vọng rằng là đây một người có thể thay đổi được nước Mỹ, có thể đưa nước Mỹ trở lại vị trí hàng đầu thế giới như đã từng trong quá khứ. Và có thể người ta cũng kỳ vọng đây là một cái phát ngôn để ghi điểm. Còn khi mà đã vào vị trí thật sự là tổng thống thì ông có thể là điều chỉnh, có thể là quay trở lại một cách cân bằng hơn. Thì tôi cho đấy là một cái hiện tượng Donald Trump thì theo tôi hiểu là như thế. Và có thể là cái cách giao diện, có cách tiếp xúc cử tri, rồi cách ứng xử của ông ấy thì có thể là ở một dạng nào đó có thể gây sốc, nhưng mà đó là cách người ta ghi điểm, cách người ta để làm sao có thể có được cái sự ủng hộ của chi. Và đặc biệt là có một cái điều này tôi muốn được chia sẻ thêm, tức là thật ra ông Donald Trump đặc biệt rất nhiều so với các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là gì? Ông không chỉ tấn công trực tiếp vào những cái đối thủ mà đang cạnh tranh trực tiếp mình. Ông Donald Trump có thể đặt những vấn đề trực diện và có thể là cả vào những cái cử tri mà người có thể bỏ phiếu cho mình. Và đây là một cái cách tranh cử mà có thể gọi ở một góc độ chưa từng có tiền lệ. Vâng. Tức là ông có thể là một cái cuộc tranh cử mang tính tự sát, thì ông nghĩ rằng là có thể hy sinh một cái số lượng cử tri nào đó để có một sự ủng hộ mạnh hơn. Thí dụ như ông có thể là đưa ra những phát ngôn trực tiếp với những cái nhóm người mà ông phản đối một cách trực diện luôn. Thí dụ thì những người di cư từ Mexico sang chẳng hạn. Thì ông Donald Trump tấn công trực tiếp vào đây này là tất nhiên là về vấn đề chính sách, nhưng mà đó vẫn là những vấn đề trực tiếp vào những người đó, là những người đó sang Mỹ chỉ mang theo những tội phạm ma túy gái điếm vào nước Mỹ, có thể làm một số cử tri cảm thấy là tức điên lên. Vâng. À, thì tôi cho đấy là một cái hiện tượng rất đặc biệt. Vâng. Qua phần bình luận vừa rồi của ông thì có thể thấy là Donald Trump là một ứng cử viên khá đặc biệt trong cuộc đua tranh giành chiếc ghế tổng thống Mỹ sau khi tổng thống Mỹ Barack Obama kết thúc hai nhiệm kỳ của mình. Vậy còn giới quan sát, họ đánh giá như thế nào về hiện tượng này? Ông Trump mang đến chính trường ý tưởng rằng những kẻ ngoại đạo với hình ảnh tươi mới và năng lực kinh doanh có khả năng giải quyết các vấn đề của những người bình thường tốt hơn so với các chính trị gia.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng là một trong những người ủng hộ ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông Putin nhận định, ông ấy là một người thông minh và tài năng. Ông ấy thực sự là một nhà lãnh đạo trong cuộc tranh đua vào vị trí tổng thống. Sự xuất hiện của ông ta về đặt ra các cái vấn đề về tư tưởng thì nó đánh vào những cái nỗi sợ hãi của người Mỹ trong suốt cái thời gian vừa rồi là bị các cái vấn đề về chủ nghĩa khủng bố và tất cả các thứ. Thì ông này lại dám nói thẳng ra cái chuyện đấy và ông tìm cách là ông xử lý các cái vấn đề đó. Cách thức như vậy thì thường nó gây ra sốc thật, nhưng mà cái cuối cùng suy cho cùng tôi nghĩ là cái người Mỹ lại có vẻ người ta thích những cái thứ như thế. Tôi nghĩ xác suất mà ông Donald Trump có thể giành được chiến thắng chỉ khoảng 20-30%. Cái cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay có rất nhiều điểm đặc biệt, đúng không? Đã lâu rồi người ta không thấy có một cái ứng viên nào mà lại có thể nói rằng có những lời phát biểu hết sức không bình thường. Đấy, điều này cũng có thể nói rằng là người dân Mỹ rất là chán trước những cái lời phát biểu gọi là mang tính chất hàn lâm hay mang tính chất rất là trường quy của các cái ứng viên khác cũng như là của các cái nhà chính trị Mỹ khác. Họ muốn nói lên cái tiếng nói của lòng mình. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cơ hội của ứng viên Donald Trump thì cũng có thể nói vào thời điểm hiện tại cũng là 50-50. Trong khi đó, Bộ phận Phân tích Thông tin của Economist EIU nhận định, nếu Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ, nền kinh tế thế giới sẽ chao đảo, nguy cơ an ninh và bất ổn chính trị ở Mỹ sẽ gia tăng. Tổng thống Mỹ Barack Obama dự đoán ông Trump không có khả năng thắng cử. Tôi vẫn tiếp tục tin rằng ông Trump sẽ không là Tổng thống. Cựu Tổng thống Mexico Felipe Calderon và ông Trump là một người đàn ông thiếu hiểu biết. Nếu ông ta vờ như rằng việc đóng cửa biên giới sẽ là giải pháp mang lại thịnh vượng cho nước Mỹ thì đúng là điên rồ. Thủ tướng Anh David Cameron cũng chỉ trích ông Trump về đề xuất cấm người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ. Ông Cameron cho rằng những ý kiến của ông ấy gây chia rẽ, ngu ngốc và sai lầm. Tôi nghĩ nếu ông ấy đến thăm đất nước chúng tôi, ông ấy sẽ giúp chúng tôi đoàn kết lại để phản đối ông ấy. Còn theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, nếu ông Trump trở thành Tổng thống, sẽ rất khó để ông ấy có được các mối quan hệ thành công với các nước khác. Ông cho hay, một chính trị gia thành công sẽ không phát ngôn như vậy vì có hàng triệu người Hồi giáo đang sống tại Mỹ. Một chính trị gia không nên nói năng kiểu đó. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Cù Chí Lợi, được biết là trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thì yếu tố kinh tế đóng một vai trò rất quan trọng. Và đối với một tỷ phú như ông Donald Trump thì có lẽ đây không phải là vấn đề. Tuy nhiên câu hỏi được đặt ra đó là liệu ông Donald Trump đã khai thác thực sự hiệu quả cái tiềm lực ấy hay chưa? Về vấn đề bầu cử Mỹ thì nó có một cái sự rất đặc biệt của nó là những cái ứng cử viên bao giờ cũng phải có sự ủng hộ của các cái công ty, của các cá nhân gây quỹ để cho ứng cử viên có thể đi tranh cử, có thể để trang trải những cái chi phí cho tranh cử. Nhưng thường các ứng cử viên khác thì có thể là phải huy động cái sự hỗ trợ từ các công ty và của các cá nhân. Nhưng ông Donald Trump đặc biệt là ông không huy động cái khoản đóng góp của các cái đối tượng đó. Đây là một cách rất đặc biệt của ông Donald Trump, một phong thái riêng của ông Donald Trump. Nhưng mà đây là một cái vấn đề có thể là có cái ảnh hưởng tốt cho ông Donald Trump. Bởi vì thật sự trong hiện nay là nước Mỹ đang có những vấn đề người ta tranh luận ra rất nhiều về cái sự ủng hộ của các công ty, đặc biệt có công ty lớn, các cái ngân hàng tại Phú Quân. Đó. Sau đó thì gần như các cái ứng cử viên thắng cử đó lại trở thành con tin của các cái chính, của các cái việc chịu sự thao túng của, các tập đoàn lớn. Đây là một vấn đề mà tôi cho rằng là có thể ông Donald Trump có thế mạnh hơn tất cả các ứng cử viên khác. Cái việc ông sử dụng tiền như nào thì chắc chắn là tiền cá nhân thì ông chắc chắn là sử dụng rất là hiệu quả và cho bản thân cá nhân của ông. Nhưng mà đây là một cách mà ông không huy động từ các cái nhà tài trợ. Thì đây là một cái mà ông Donald Trump có một cái ưu thế. Thưa ông Donald Trump nhận được sự ủng hộ khá lớn của một bộ phận người dân Mỹ. Tuy nhiên thì ngay trong chính Đảng Cộng Hòa, nơi ông đang chiến đấu dưới màu cờ sắc áo của Đảng Cộng Hòa, thì ông cũng vấp phải những sự phản đối mạnh mẽ. Thêm vào đó thì ở bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ, người ta dường như cũng không ưu ái cho ông Donald Trump. Thậm chí có nhiều bài báo, bài phân tích còn cho rằng nếu như ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ thì đây có lẽ sẽ là một thảm họa đối với toàn cầu. Vậy theo ông thì ông Donald Trump sẽ phải đối mặt với những thách thức đó như thế nào? Tôi cho rằng là những cái bình luận hoặc những cái phát biểu như thế có cái lý của người ta. Bởi vì thật ra là có những cái phát biểu của ông Donald Trump rất là mạnh và nói chung làm cho người ta quan ngại, người ta lo lắng. Nếu như một cái người đứng đầu của nước Mỹ có một tiềm lực lớn như thế về mặt kinh tế và mặt quân sự mà có những quan điểm cực đoan như thế thì có thể là làm cho thế giới là gặp những vấn đề khó khăn.
Và chính vì thế mà những người trong Đảng Cộng Hòa, người ta cũng thấy rằng quá nhiều những vấn đề mà cần phải làm sao mà ông Donald Trump phải thay đổi, hoặc là có thể tìm cách là phải hạ bệ ông Donald Trump. Có những cái tư tưởng, có những ý kiến là như thế. Bây giờ người ta đang vận động để làm sao mà có thể làm sao mà ông Donald Trump không thể ghi điểm được như trong thời gian vừa qua. Nhưng mà đây là một quá trình rất khó. Ông Donald Trump hiện nay là đang là một cái ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, đứng đầu của bên Đảng Cộng Hòa. Và khi chuyện này thì nó có một cái sự ủng hộ của một số tầng lớp mà ông Donald Trump trong thời gian qua khai thác rất hiệu quả. Đó là tầng lớp những người lao động, và những người mà trong thời gian vừa qua là chịu tác động rất là mạnh mẽ của cái cuộc khủng hoảng trong thời gian vừa qua. Và người ta muốn rằng là cái nước Mỹ phải có một cái chính sách kinh tế cũng như là hội nhập kinh tế quốc tế như thế nào đó để cho người ta có thể là có công ăn việc làm, có thể có thu nhập cao hơn. Thì đấy là một cái vấn đề ông Donald Trump đã nhằm cái hướng vận động tranh cử của mình vào cái nhóm dân cư này. Nhưng mà thế giới thì nói chung là có những phát biểu về vấn đề về quan hệ quốc tế, là nói chung nhiều quốc gia là cũng lo lắng, đặc biệt là thế giới Hồi giáo. Thì các nước đó họ cũng rất là quan ngại. Và ngay cả những nước có quan hệ rất gần gũi như đồng minh số 1 của Mỹ, ví dụ như là Anh chẳng hạn, thì có một cái phong trào là ngăn chặn Donald Trump, không cho ông, nếu ông này sang, đến ông này là Tổng thống Mỹ thì không ngăn chặn, không cho thăm sang nước Anh. Thì có những quan biểu là, nói chung là những cái phát biểu của ông Donald Trump là có tính chất là gây sốc, và nói chung là nhiều cái mà nó vượt qua cả những cái truyền thống và những cái mà có thể là người ta thấy khẩu khí của những vấn đề chiến tranh trong cái chuyện đó, hoặc là những biện pháp rất là mạnh mẽ của một cái quốc gia đứng đầu. Cho nên là thế giới cũng bắt đầu thể hiện có một số cái lo lắng, quan ngại về nếu ông Donald Trump trở thành Tổng thống của nước Mỹ trong những nhiệm kỳ tới. Vâng, vậy ông nhận định như thế nào về triển vọng trở thành Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump cũng như của các ứng cử viên sáng giá khác? Bây giờ thì Đảng Cộng Hòa đang có một cái chiến dịch là một số ứng cử viên đằng đầu hoặc một số nhân vật có cái ảnh hưởng lớn đang tìm cái cách để làm sao mà loại ông Donald Trump ra khỏi cái tiến trình bầu cử. Nhưng mà cái chuyện này thì nước Mỹ thì các cái luật lệ là rất rõ ràng. Thì đây là hiện nay đang gọi là bầu cử sơ bộ. Thì các ứng cử viên nào bầu cử sơ bộ cao điểm nhất hoặc là thì vẫn đưa vào vòng trong. Nhưng mà có giành điểm cao nhất hoặc là như nào thì cũng chưa hẳn là đã được đảng giới thiệu ra làm ứng cử viên tổng thống. Bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái đại hội đảng để giới thiệu ứng cử viên mình ra tổng thống. Thì khi mà cái đại hội đảng đó thì người ta sẽ tập hợp các cái phiếu của cái bầu cử sơ bộ, và đặc biệt là có thêm những thành phần khác cùng tham gia vào đó, bao gồm là các đại biểu quốc hội hoặc là các cái người đã từng tham gia lãnh đạo chính quyền của một số cái tổ chức lớn hoặc là của cái chính phủ trong những nhiệm kỳ gần đây. Thì như vậy là cái cơ cấu của các cái người bỏ phiếu trong cái đại hội cuối cùng có thể là khác nhau, có thể khác so với cái gọi là cái kết quả bầu cử sơ bộ hiện nay. Như vậy là khi đó thì có thể là người ta sẽ tìm cách ở trong cái đại hội đó để có thể có một cái điều kiện nào đó, hoặc là như vậy có thể nói là ông Donald Trump có thể thắng ở bầu cử sơ bộ nhưng chưa chắc đã thắng ở trong cái việc gọi là giới thiệu của đảng ra. Nên là chúng ta có thể hình dung ra giống như kiểu là bình chọn qua tin nhắn như hiện nay là cuộc bầu cử sơ bộ, còn sau này còn phải vượt qua vòng giám khảo là cuộc bầu cử quốc hội. Có thể là một cái cách hiểu như thế. Vâng. Còn phải vượt qua một cái vòng đó rất khó khăn nữa. Trong lịch sử nước Mỹ thì cái chuyện này đã từng xảy ra rất một số lần. Là các cái ứng cử viên đã giành điểm cao nhất nhưng ra đại hội đảng thì người vẫn không giành được cái sự ủng hộ của đại hội đảng để giới thiệu ra, và lúc đó người ta lại phải lựa chọn một cái ứng cử viên khác. Rất cảm ơn ông về những phân tích, những nhận định cũng như những thông tin chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn ông đã tới trường quay VTV. Cảm ơn. Thưa quý vị, tôi xin mượn lời nhà tư vấn chính trị dân chủ J.C. Safe, người từng là cố vấn cấp cao trong bộ máy tranh cử của bà Hillary Clinton, khi nhận định về ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump thay cho lời kết của chương trình ngày hôm nay. Trump là ứng cử viên Cộng hòa nguy hiểm nhất vì ông ấy không thể đoán được, không biết xấu hổ, không biết xin lỗi. Ông ấy không phòng thủ, ông ấy không sử dụng bất kỳ chiến thuật căn bản nào của chiến dịch vận động. Vậy còn quý vị nghĩ như thế nào về ứng cử viên đặc biệt này?
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về những diễn biến trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 trong các chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.